Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa hai màu và nhiều cánh xếp chồng lên nhau như thế này. Ở cánh hoa mình sẽ sử dụng mũi đơn để móc. Đây, cái mẫu hoa nhiều cánh và phía sau nó cũng xếp lớp như thế này, tương tự như mặt trước. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc ở đây mình sử dụng kim móc hai đầu và dùng đầu số 4. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình nhiều loại kim khác nhau nha, tùy vào cái kích cỡ hoa mà các bạn mong muốn. Ở đây mình móc hoa trang trí cho dày nên mình sẽ sử dụng đầu kim nhỏ, móc cho cái hoa của mình nó được chắc chắn hơn nè. Ngoài ra còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc nhụy trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Thì từ cái phần nhụy này khi móc lên cánh hoa nó sẽ hơn cái số mũi móc ở cái phần nhụy là 1 mũi. Tức là phần nhụy 7 mũi thì mình sẽ được 8 cánh hoa ở cái phần nhụy này. Móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó móc vào cái phần nhụy này 7 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ 6, móc đơn thứ 7. Sau khi đã móc được 7 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào chân móc mũi đơn của cái vòng tròn nhỏ này một mũi dời. Đây là chân móc mũi đơn đầu tiên nè, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình đã hoàn tất được cái phần nhụy hoa nè, các bạn cũng có thể sử dụng mũi nửa kép cũng được nha. Đối với cái sợi len thừa ở phía sau nè, cái sợi len thừa mà mình tạo vòng tròn đầu tiên á, khi móc các bạn giấu cho mình vào trong mũi móc rồi, thì lúc này cái sợi len của mình đã được giấu vào như thế này. Thì các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình sợi len thừa khi hoàn tất hoa nha. Ở đây mình sẽ cắt trước để cho cái mũi móc của mình nó không có bị che đi nè, mình sẽ hướng dẫn nó được rõ hơn. Còn đối với sợi len thừa còn lại á, khi móc xong các bạn sẽ giấu cho mình ra phía sau mũi móc, sau đó mới lên cánh hoa nha. Ở đây mình chừa lại để cho các bạn dễ nhận biết được đâu là mũi móc đầu tiên mà ta đâm kim nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn móc cái phần cánh hoa. Ở đây mình sử dụng màu cam để móc phần cánh hoa nha. Các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái phần nhụy hoa nè. Ở nhụy hoa có cái chân móc của mũi dời cuối cùng mà ta kết thúc á. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời này. Đây là chân móc mũi dời cuối cùng nè. Đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 7 mũi móc, tương ứng với số mũi móc của cái vòng tròn đầu tiên á. 3, 4, 5, 6 và 7. Sau khi đã móc được 7 mũi móc xích liên tiếp thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên, sẽ là cái chân móc đầu tiên của cái vòng tròn này nha. Móc vào đây cho mình một mũi dời nè. Như vậy là mình vừa hoàn tất được chân của cánh hoa đầu tiên nè. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình 7 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Cũng tương tự như cái cánh đầu tiên thì cũng móc cho mình vào cái chân kế bên của cái vòng tròn phía dưới này. Móc vào đây một mũi dời. Ta hoàn tất được chân của cánh hoa thứ hai. Tương tự như hai chân của cánh hoa mà ta vừa móc thì cái cánh thứ ba cũng tương tự cho mình. Móc lên 7 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6 và 7. Sau đó tiếp tục móc vào chân kế bên của cái vòng tròn phía dưới này một mũi dời. Như vậy là mình được 3 chân của 3 cánh hoa nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Cũng móc lên cho mình mỗi chân là 7 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục móc vào chân kế bên của vòng tròn phía dưới một mũi dời. Làm tương tự cho đến cuối vòng.
Sau khi đã móc được 7 chân móc của 7 cánh hoa cho đến cái chân móc cuối cùng này, thì ở chân móc cuối cùng và cái chân mũi dời đầu tiên mà mình móc ở đây nè, nó cũng có một cái khoảng trống như thế này. Thì các bạn cũng tiếp tục móc lên cho mình một cánh hoa ở đây nữa. Tức là ta sẽ móc lên 7 mũi móc xích ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Sau đó để kết thúc thì móc cho mình vào chân móc của cái mũi dời mà ta móc đầu tiên của phần cánh hoa nè. Móc vào đây một mũi dời. Như vậy là ta hoàn tất được 8 chân cho 8 cánh hoa. Đây, 8 chân. Nó sẽ nhiều hơn so với số mũi móc của vòng tròn nhụy nha. Là 7 mũi thì ở đây mình được 8 cánh nè. Từ đây các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích để hoàn tất cánh hoa đầu tiên nè. Thì ban đầu khi móc cái cánh hoa này mình có chừa ra sợi len thừa ở phía sau nè. Cái sợi len thừa như thế này. Khi móc hoàn tất cánh hoa đầu tiên thì ta sẽ móc dấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc để khi cắt len không phải giấu len nhiều nha. Móc cho mình vào khoảng trống của chân cánh hoa đầu tiên này 9 mũi móc đơn, nó sẽ nhiều hơn số mũi móc xích của mỗi cánh nha. Đây, các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào cái khoảng trống của chân cánh này. Móc vào 9 mũi móc đơn nè. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ tư. Thì ở cái sợi len thừa phía sau nè, khi móc ta sẽ tiến hành giấu vào trong mũi móc như thế này. Đây, các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình cái sợi len thừa này đến hết cái cánh hoa đầu tiên nha. Tiếp tục mũi móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Móc đơn thứ 9. Sau khi đã móc được 9 mũi móc đơn vào cái chân của cánh hoa đầu tiên nè, thì lúc này cái sợi len thừa của mình đã giấu được vào hết các cái chân móc này. Thì ta sẽ tiến hành cắt len để khi ta móc các cánh tiếp theo nó sẽ không bị rối len. Từ đây để tiếp tục cánh hoa tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành kết thúc cho mình cánh hoa này. Tức là ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi dời phía dưới á, cái chân móc của phần nhụy hoa mà ta móc mũi dời của chân hoa nè. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Như vậy là phần cánh hoa đầu tiên được hoàn tất. Tiếp tục cho cánh hoa thứ hai móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào cái khoảng trống của chân cánh hoa tiếp theo, móc vào đây cho mình 9 mũi móc đơn liên tiếp. Tương tự như cánh thứ nhất nha. Móc vào 9 mũi móc đơn cho cái khoảng trống của chân cánh hoa thứ hai. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Và móc đơn thứ chín. Để kết thúc cánh hoa này thì cũng tương tự như cái cánh hoa đầu tiên, cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phần nhụy hoa nè, chân móc mà ta kết thúc mũi dời của cái phần chân á, móc vào đây cho mình một mũi dời. Thì lúc này đầu của cánh hoa thứ hai nó sẽ nằm phía trên của cuối cánh hoa thứ nhất nè, đây nó sẽ nằm xếp lớp như thế này. Và tương tự ở phía sau nó cũng nằm xếp lớp nha. Tiếp tục cánh hoa thứ ba móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào khoảng trống của chân cánh hoa thứ ba 9 mũi móc đơn, tương tự như hai cánh hoa mà ta móc đây nè. Móc vào cái chân của cánh hoa thứ ba 9 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần nhụy hoa và cũng là chân mà ta móc mũi dời ở cái phần chân hoa nè. Móc vào một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì lúc này cái cánh hoa thứ ba nó cũng nằm trên cánh hoa thứ hai nè, nó sẽ nằm xếp lớp cho cái cánh hoa thứ hai. Và ở phía sau nó cũng xếp lớp xoắn ốc như thế này nè. Đây.
Thì các bạn sẽ làm tương tự cho các cánh hoa còn lại cho đến cánh hoa cuối cùng. Cũng móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào chân của cánh hoa tiếp theo 9 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Tiếp tục móc vào chân kế bên của cái vòng nhụy hoa một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các cánh hoa còn lại. Sau khi móc hoàn tất được 8 cánh hoa thì lúc này cánh hoa của mình nó đã xếp lớp như thế này. Để kết thúc cánh hoa cuối cùng và giúp cái cánh hoa cuối cùng này nó nằm phía dưới của cánh hoa đầu tiên thì các bạn sẽ đưa đầu kim xuống phía dưới. Sau đó đâm kim từ dưới lên vào cái chân móc mà ta bắt đầu móc ở phần cánh hoa. Đây, đâm kim vào đây, sau đó đưa sợi len lên phía trên và dùng mũi dời móc cho mình cái sợi len này qua hai chân móc. Chân của nhụy hoa và cái chân móc của cái màu cam á. Đây. Sau đó kéo sợi len và cắt len. Thì lúc này cái cánh hoa cuối cùng nó sẽ nằm ở phía dưới của cánh hoa đầu tiên nè. Các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa ra phía sau mũi móc nha. Ở mặt sau của hoa thì nó cũng tương tự xếp lớp như là mặt trước của cánh hoa nè. Cái sợi len thừa màu cam này các bạn sẽ tiến hành giấu vào trong các cái cánh hoa á, để cho nó cùng màu với nhau nè, không có bị hở cái sợi len thừa. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu hoa nhiều cánh xếp lớp xoắn ốc như thế này. Thì cái mẫu hoa này các bạn có thể trang trí lên nhiều sản phẩm khác nhau như váy, áo, cho cái phần sản phẩm của mình nó được xinh xắn hơn nha. Chúc các bạn thành công!